Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin công bố kết luận điều tra và khởi tố người mẫu Ngọc Trinh. Ngày 15 tháng 1, AFA Tiếng Việt loan tin người mẫu Ngọc Trinh bị truy tố gây rối trật tự công cộng. Theo đó, người mẫu Ngọc Trinh tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Trinh, quê Trà Vinh, bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố người mẫu Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông, ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, là thầy dạy cho Ngọc Trinh lái xe phân khối lớn, về cùng tội danh trong ngày 15 tháng 1. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA cho biết bị can Trần Xuân Đông còn bị truy tố thêm tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Công an xác định liên quan đến mô tô được sử dụng để dạy cho người mẫu Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký số 122678 là giả. Người này thừa nhận, mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả, nhưng vì thấy xe giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng. Theo AFA, người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 10 năm 2023 sau khi tung lên mạng xã hội những hình ảnh và video chiếu cảnh người mẫu này biểu diễn các pha lái xe phân khối lớn trên đường ở thành phố Hồ Chí Minh. AFA cho hay, báo Nhà nước dẫn thông tin điều tra từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định, người mẫu Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng ngày 6 tháng 10 đã cùng với Đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo vệ, nằm quỳ gối trên yên xe. Hình ảnh Ngọc Trinh tại cơ quan công an. Trái ngược với công an, nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Ngọc Trinh thật sự có khả năng trong việc biểu diễn xe mô tô phân khối lớn với hình thể đẹp và tạo dáng đẹp mắt. Đồng thời, những động tác của cô cũng không phải là quá nguy hiểm nếu so sánh với các pha nhào lộn trên không của những vận động viên mô tô chuyên nghiệp. Ngọc Trinh chỉ chọn sai địa điểm và cách thức biểu diễn. AFA dẫn kết luận của cơ quan điều tra, theo đó các video này lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website, hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Việc đăng tải phát tán nội dung đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Tuy nhiên, giới luật sư và dư luận xã hội lại có những đánh giá hoàn toàn trái ngược. Nhiều luật sư phân tích, thứ nhất, địa điểm Ngọc Trinh chọn để thực hiện việc biểu diễn mô tô phân khối lớn rất vắng vẻ, nên không thể nói là gây rối trật tự công cộng. Hình ảnh một pha biểu diễn khá đẹp mắt của Ngọc Trinh. Thứ hai, công an đã lạm quyền vì tự ý mở rộng khái niệm trật tự công cộng đối với không gian mạng, mà cả khái niệm này hoàn toàn không có trong các văn bản luật của Việt Nam. Thứ ba, hành vi của Ngọc Trinh chỉ sai phạm ở mức xử phạt hành chính hoặc lao động công ích. Đồng thời, cô đã bị xử phạt hành chính trước đó cũng như đã nộp tiền phạt. Bắt giam và khám xét nhà của Ngọc Trinh là việc làm thái quá của công an Thành Hồ. Cho dù có khởi tố thì Ngọc Trinh hoàn toàn có thể được tại ngoại không cần giam giữ. Rất nhiều giả thiết được đặt ra xoay quanh việc bắt giữ cô người mẫu này. Đáng chú ý là nhận định đảng muốn triệt hạ hết những ai nổi bật, thu hút sự chú ý của công chúng lớn hơn đảng. Nhưng nếu đây là mục đích thật sự thì dường như đã phản tác dụng, bởi việc bắt giữ này đã khiến cho Ngọc Trinh nổi tiếng hơn, được quan tâm hơn, nhất là từ giới luật sư và trí thức, giới mà trước đó hoàn toàn không để ý đến cô. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin công bố kết luận điều tra và khởi tố người mẫu Ngọc Trinh. Sự khác biệt giữa dân chủ Mỹ và dân chủ Việt. Mới đây, AFA Tiếng Việt có bài bình luận của blogger Đồng Phụng Việt với tựa đề Sức khỏe Tổng bí thư và dân chủ là chủ dân. Tác giả cho biết dân biểu Jen Kiggins, thành viên đảng Cộng Hòa, đại diện cho dân chúng tiểu bang Virginia tại Hạ viện Mỹ, và dân biểu Don Davis, thành viên đảng Dân Chủ, đại diện cho dân chúng tiểu bang North Carolina tại Hạ viện Mỹ, vừa gửi cho Ủy ban Quân vụ của Hạ viện Mỹ một dự luật mà cả hai cùng soạn thảo, nhằm buộc các thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia phải thông báo sớm và rạch ròi về những bất thường liên quan đến sức khỏe của đương sự. Tác giả cho rằng, bất kể chính trường Mỹ đang trong tình trạng phân hóa chưa từng thấy, vài năm gần đây, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ chẳng khác gì nước và lửa. Lần này, một thành viên của đảng Cộng Hòa vẫn bắt tay với một thành viên của đảng Dân Chủ để chứng tỏ với cử tri
Họ luôn đặt lợi ích của quốc gia, lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích của đảng phái. Hình ảnh bài bình luận trên trang AFA. Tác giả bình luận, lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc trong việc soạn thảo, đệ trình dự luật vừa kể là gì? Đó là điều mà rất nhiều công dân Mỹ băn khoăn và bày tỏ suốt tuần vừa qua, cả trên hệ thống truyền thông lẫn mạng xã hội, rằng tại sao trong thời điểm quốc gia đang đối diện với những mối đe dọa ở châu Âu, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, ở châu Á, Đông Á, Bắc Hàn càng ngày càng hung hăng, Tây Á, cuộc chiến giữa Israel và Hamas càng ngày càng khó lường, nhưng những cá nhân nắm giữ vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia lại không thể đảm đương nhiệm vụ mà không thông báo. Tác giả cho hay, băn khoăn thậm chí bất bình bùng lên sau khi công chúng biết rằng ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phải vào bệnh viện vì nhiễm trùng đường tiết niệu. Ông Austin, 70 tuổi, bị ung thư tuyến tiền liệt và việc điều trị ung thư hồi hạ tuần tháng 12 vừa qua là nguyên nhân gây ra biến chứng khiến ông phải quay lại vào bệnh viện hôm 1 tháng 1. Dân Mỹ bất bình vì ông Austin phải ở trong bệnh viện cả tuần, nhưng không báo cáo Tổng thống, Quốc hội và dân chúng Mỹ không hề hay biết. Hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin. Theo tác giả, giờ đây, dẫu tình trạng sức khỏe của ông Austin đã được tường trình cặn kẽ, rồi một ông tướng là phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định ông Austin xin nhận trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến sự minh bạch đối với tình trạng sức khỏe của ông. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết sẽ hành động ngay lập tức để sửa chữa thiếu sót trong quy trình công bố thông tin. Nhưng cả dân chúng lẫn Quốc hội Mỹ cảm thấy như thế là chưa đủ. Đó là lý do hai dân biểu soạn đệ trình dự luật đã đề cập. Vẫn theo tác giả, dân Mỹ muốn trong vòng 24 tiếng những cơ quan liên quan đến hoạt động của Hội đồng An ninh Quốc gia thiết chế hỗ trợ Tổng thống Mỹ đưa ra các quyết định liên quan đến an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại phải báo cáo về tình trạng lãnh đạo của các cơ quan này tạm thời vô năng. Bên cạnh những lời kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức, soạn thảo đệ trình để điều chỉnh thiếu sót bằng luật, Ủy ban quân vụ của Hạ viện còn loan báo sẽ tổ chức điều tra về những gì vừa xảy ra. Hình ảnh Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Tác giả nhận xét, Mỹ, nơi không có ai bi bô, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, đã như thế và vẫn như thế. Mỹ không phải là trường hợp cá biệt, có rất nhiều quốc gia giống như Mỹ. Còn tại Việt Nam thì dân chúng không những không có quyền được biết bất kỳ điều gì về các công bộc, mà còn không được thắc mắc, bàn luận. Tác giả cho hay, trong vòng vài ngày gần đây, chỉ có một số cơ quan truyền thông nước ngoài đề cập đến tình trạng sức khỏe của ông Trọng. Trên mạng xã hội, bên cạnh những người nói xa, nói gần về việc ông Trọng đã hoặc sắp tiêu diêu, là những lời răn đe thiên hạ phải cẩn thận, đừng đụng vào đại kỵ, dám nêu ý kiến cá nhân dù chỉ là về sức khỏe của lãnh tụ. Tác giả mỉa mai, thêm chuyện tình trạng sức khỏe Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đem diễn biến hai câu chuyện này so với thiên hạ, gần nhất là so với chuyện đang xảy ra tại Mỹ, ắt sẽ thấy thế nào là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Loại dân chủ mà chính quyền giành, giữ vai trò chủ nô, không cho thì dân không được biết, không được bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Sự khác biệt giữa dân chủ Mỹ và dân chủ Việt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d